Thấy có người lạ bước vào nhà, cậu bé tưởng bị hàng xóm trêu mình và cái kết đầy xúc động. Đi ra đây xem nào. Cô ra chỗ hỏi à? Bố mày đâu à? Bố cháu bên Nhật à? Bố mày bên Nhật à? Đây có lẽ là một ngày đặc biệt khi người đàn ông này cũng chính là người bố của em sau 4 năm làm ăn xa xứ ở tận Nhật Bản, hàng ngày chỉ được gặp con trai qua những cuộc gọi video. Có lẽ vì khi đi con còn nhỏ nên khi về con anh đã không nhận ra, cứ tưởng là hàng xóm vào nhà rồi trêu mình nên cậu bé hết sức hồn nhiên lẫn trốn. Thế rồi sau khi nhận ra đó chính là bố mình, nỗi nhớ bố và niềm khao khát được đoàn tụ lại ùa về khiến cậu bé òa khóc nức nở. Mày nhìn thấy bố mày đi làm đó mà. Khá kia quay đây xem nào. Mày gọi xem bố mày giờ bố mày đâu? Mày phải biết không? Cô. Mày phải biết không? Không á? Đi ra xanh đồ cho bố nha. Nha. Thì nó ô tô đến ra xách đồ cho bố. Ở nhà chịu khó học về nha. Thế nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, vì công việc nên bố chỉ về thăm nhà được một thời gian rồi phải quay lại Nhật Bản làm việc. Thấy vậy cậu bé này liền nức nở níu kéo khiến ai xem cũng không khỏi nghẹn lòng. Sau khi xem hết đoạn clip, ai cũng xúc động mà trấn an cậu bé, mong rằng người bố hãy dành chút thời gian ít ỏi của mình để chăm sóc bù đắp cho con, vì cả tuổi thơ con đã thiếu bố bên cạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.